Yo, xin chào tất cả những bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tất đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì hôm nay mình lại tiếp tục đi rời ạc đấy các bạn. Một ạc của một bạn có tên là Him Baby với 2k team, 306 sao và 485 bước chân. Cũng ghê đấy. Để xem tưởng bạn ấy có gì không nhá. Sao cái tường này nhìn cứ như là cái bạn lần trước mình giờ view nhỉ? Bạn này thấy chỗ nào cũng có ký tường người ta vậy ta? Hoặc là cái bạn này là idol nào đó mà mình không biết các bạn? Tại vì lâu lắm rồi mình cũng không có chơi nhiều với lại youtuber mà làm play các bạn, nên là mình cũng không biết nhiều. Mình thì ngày xưa chỉ chơi có với vài người thôi. Ví dụ như là Dan Momo này, rồi ví dụ như là Mèo Nhân Phẩm này. Đấy, thì những người đấy bây giờ người ta vẫn còn làm nhưng mà ít lắm các bạn. Và có những người thì người ta đã bỏ luôn rồi. Bây giờ thì là dàn youtuber play bây giờ mới rồi các bạn. Cái nick của bạn này thì bạn ấy bắt đầu chơi game từ mùng 1, xong lại gian 0001. Ở là sao ta? Hình như là cái nick này như kiểu nó bị lỗi cái gì sao không nhở? Mà trong cái chỗ lịch sử bay thì lại thấy là 2023. Có vẻ như là bạn này có cách nào đấy để làm cho cái chỗ kia nó lỗi các bạn. Khả năng cao là như thế đấy. Chúng ta sẽ đến với giờ view đồ nha các bạn ơi. Rồi, đây là kiểu tóc này. Đây là biểu cảm này. Có cái mắt đẹp thế nhở? Đây, làn da đây. Cũng chỉ có ba cái màu tím, còn đâu thì toàn cùi thôi. Bạn Lim thì bạn ấy cũng có tâm sự với mình rằng là chủ yếu thì bạn ấy thích đề câu nhà là chính, và thích thêm là đi câu cá với lại bắt côn trùng. Ngoài ra thì mấy cái đồ trong sự kiện thì bạn ấy cũng không có ham hố săn cho lắm, cũng không có thích những cái khác mà không liên quan tới câu cá và đề câu nhà đấy. Nên là các bạn nhìn thấy là đồ bạn ấy cũng không có quá nhiều các bạn, chủ yếu là cũng dạng kiểu cày chay ấy. Nhưng mà cày chay mà có nhiều đồ này là cũng ghê rồi. Mở ra được cả những cái đồ trong bốc thăm mà toàn đồ xịn không à. Đây, giày này. Cũng toàn mấy cái giày kiểu như là mua trong shop rồi các bạn ơi. Ba lô có nhiều cái xịn nha. Mấy cái này thì mình cũng không biết là có phải là bán ở trong shop hay không. Nhưng mà cái cánh ở bên dưới to to này là mua hình như là 300 mấy kim cương ấy. Nhưng mà thôi, đeo cánh bé bé này nhìn nó mới ngầu nè. Đeo cánh to quá nhìn xấu quá. Hết rồi đấy các bạn. Đồ của bạn ấy thì có vẻ hơi ít. Mình đang muốn tìm cái nick nào mà nó nhiều nhiều đồ giờ view cho nó sướng. Nhưng mà đa phần những cái bạn mà chơi game phải cho cái giờ mà là bạn nam ấy thì thường lại không thích sưu tập đồ cho lắm, nên là cũng hơi ít đồ. Đây này, đây là công cụ của bạn ấy nhá. Vâng, cần câu sao, cần câu hoa tuyết, cần câu mỏ neo. Vâng, ba cái cần câu mà gần như là bây giờ phải gọi là siêu xịn rồi. Mà bạn ấy còn có thế này, sao mà đỡ được, biết là phải cày chay không đây. Mấy bạn cứ kêu mình là cày chay nhưng mà chẳng biết là các bạn ấy cày chay thật hay là cày chay giả vờ các bạn. Toàn đồ xịn thôi. Bạn ấy có một cái găng tay nó khá là hay nha. Găng tay này nó trong cái bộ ba lô phản lực ấy các bạn. Nhưng mà không phải là cái hộp phi hành gia đâu nha. Cái hộp này là hộp hình như là nữ chiến binh hay sao ấy, nếu như mình nhớ không nhầm. Đây là thú cưng của bạn ấy nhá. Thức ăn thì thôi bỏ qua đi. Đây, cá đây các bạn. Có cả cá voi lưng gù trắng vương miện. Ngày trước cái lúc mà nó ra cá trắng này mình quên mất mình không đi săn vương miện đi. Xong bây giờ nó lại ra thêm cá băng nữa. Đâm ra là bây giờ nó càng ngày càng nhiều cá. Tỷ lệ mà nó ra cá theo ý muốn của mình nó càng khó các bạn. Cá băng thì bạn ấy cũng có khá khá nhiều rồi, nhưng mà không nhiều cá bóng 6. Chắc sắp tới mình phải nghiên cứu mình đi câu cá băng thôi. Chứ nếu như mình không câu cá băng thì khả năng là sắp hết thời gian nơi rồi. Hôm nay là 13 tháng 2 rồi đấy các bạn. Chỉ còn 17 ngày nữa thôi là hết thời gian câu cá băng rồi. Bạn nào mà chưa săn full cá băng thì săn lẹ lẹ đi nhá. Chứ không hết cái là đến lúc mà muốn đi săn cũng không có săn đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ về nhà bạn ấy xem là nhà bạn ấy có gì. Bạn Him thì bạn ấy tâm sự với mình là bạn ấy có hai ngôi nhà các bạn. Nhà container và nhà 54k tiền sao. Chúng ta sẽ đến với nhà container chứ nhá. Thấy bảo là thích đề câu nhà lắm, sao lại có 306 sao thế này. Không biết là có tin được hay không đây. Mấy bạn giờ view toàn được nha. Hẳn một cái lâu đài băng luôn các bạn. Bên này thì
Chắc cái chỗ này kiểu như là bạn ấy làm ra để chụp ảnh chứ đúng không? Ừ, mình nghĩ vậy các bạn. Cũng khá đẹp đấy chứ. Background khá là đẹp. Đây, giờ chúng ta sẽ đi khám phá cái lâu đài mà bạn đã deco nha. Vâng, đây là ngôi nhà deco theo phong cách lâu đài. Và bạn ấy bảo là bạn ấy cày chay các bạn. Ông nào không bảo cày chay này, không biết tin ông nào đây. À, từ từ đã các bạn ơi. Mình sẽ bật hết điện lên cho nó sáng cái đã. Đấy, cho nó lung linh huyền ảo chứ. Đây, mình sẽ cho các bạn nhìn lại nhá. Đẹp không các bạn? Được không? Theo các bạn thì các bạn đánh giá ngôi nhà này mấy điểm? Rồi, giờ chúng ta sẽ vào trong nhá. Đây. Wow. Bên trong này toàn một bầu trắng xóa thôi. Bên này thì có một cái lâu đài. Cái này giống như kiểu là thờ một vị thần nào đấy các bạn. Một vị thần Ai Cập. Lên trên có gì không nha? Bên trên thì hình như là không có gì hết các bạn ơi. Này thì có một cây phía sau. Phía trước có hai ghế. Vậy là nói chung là mình thấy là bạn ý deco kiểu như là chủ yếu là để chụp ảnh cho các bạn. Chứ còn về mặt công năng bên trong thì nó lại không có nhiều đâu. À, phía trước này thì không có gì này. Mình sẽ đi lượn ra phía sau xem là còn gì không nha. Về ngôi nhà này thì bên ngoài mình đánh giá là khoảng tầm 8 trên 10. Còn bên trong thì thôi 5 trên 10 thôi. Tại vì bạn ý bên trong bạn ý đâu có trang trí gì nhiều đâu. Nhưng mà đánh giá chung thì khoảng tầm 8 điểm trên 10 điểm nha. Còn các bạn thì các bạn xem là các bạn cho được mấy điểm cho ngôi nhà này. Bạn này thì côn trùng thì cũng bắt khá là nhiều. Đấy, châu chấu hồng này. Gớm thật. Có cả vương miện, có cả thường. Bên này này một đống này các bạn. Úi dồi. Bạn này bắt côn trùng không phải là gọi là dạng gà mờ đâu nha. Rất là pro đấy các bạn. Còn đây là cá này. Vâng, có cả cá băng luôn kìa. Bạn này câu cá chắc là thích để trong ba lô hơn là thích sâu ở nhà. Một phần mình nghĩ là do bạn ấy deco nhà nên là bạn ấy không thể nào đặt được nhiều bể cá được. Với cả là bạn ấy thích để trong ba lô thì bạn ấy dễ quản lý hơn. Như nhà của mình thì mình không có deco được nhiều tại vì là mình đã để nhiều bể cá rồi, nó hết slot rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái nhà 54K của bạn ấy nha. Đây. Rồi chúng ta sẽ đến với cái nhà 54K. Xem là nó sẽ là phong cách gì đây. Ui, các bạn nhìn này. Từ từ để mình xem đây là phong cách gì nhá. Đây giống như kiểu là một kiểu như là vùng đất tự nhiên đấy các bạn, một cái nơi mà để đến và camping ấy, cắm trại các bạn ơi. Có núi non, nước các kiểu thứ. Đây, để mình sẽ mở hết đồ đạc lên xem mà nó sẽ có cái gì hoạt động nhá. Bên này núi non này, chỗ này treo cái cúp à? Đây thì có một cái lều rồi. Chỗ này lại có một cái vòi nước. Ở ngay dưới chân thác lại còn lắp vòi nước làm gì không biết nữa. Mình hơi hơi khó hiểu chỗ này các bạn. Bên này thì bạn ấy trồng cây, nhưng mà cây này thì chắc là cây rau thôi. Chắc kiểu như là đi cắm trại mà đói đói cái là vào camping luôn. Nhưng mà cái chỗ này không được nhá. Cái chỗ này mà lại làm cái nhà vệ sinh ở đấy thế này thì không được rồi. Tại vì các bạn biết không, bạn ấy xả luôn xuống cái bể bơi này, mà cái thác nước thì nó lại ngay ở phía trên kia. Đấy, nước nó chảy ra. Xong rồi bạn ấy lại còn cắm một cái máy bơm, bạn ấy hút nước từ dưới lên thế này thì rồi ôi, không ổn nhá. Nên làm một cái nhà vệ sinh nào đấy mà nó gọi là cẩn thận một tí nha bạn ơi. Chứ làm kiểu này mất điểm quá. Còn cái căn này là căn gì đi trời? Căn này là chắc phòng ngủ à, tại vì mình thấy một cái giường. Nhưng mà mình phát hiện ra một vài cái lỗi nhỏ nhỏ với cái căn nhà này nha. Tức là những cái tấm thảm này bạn ấy xếp nó đang không đều nhau. Nó đang bị cái cao cái thấp và nó còn xếp lẫn lộn vào nhau nên là nó đang bị hiệu ứng gọi là hiệu ứng đè. Nó nhấp nháy các bạn thấy không? Đấy. Nhưng mà nói chung là cũng được, đẹp. Bên này lại còn lắp thêm cái quạt cho nó mát à. Mùa đông cái này lạnh lắm bạn ơi. Cái cống này chắc là cống để mà cấp nước cho bể bơi, mình nghĩ vậy. Bên này là cái gì ta? Ui. Làm cái võng mà sao lại vào cái chỗ mà nó quây hết lại thế này. Không biết là bạn ấy tính làm cái gì ở trong ngôi nhà ấy nữa không. Tại vì thường là người ta mắc võng là mắc võng ở chỗ nào mà đấy gió nó mát tự nhiên. Chứ ai lại đi mắc võng ở cái chỗ mà nó bí bách như thế đâu. Đây chắc là phòng khách này. Phòng khách thì bạn ấy để khá là nhiều quần câu. Có tivi, có giường ngủ luôn.
Bạn này có vẻ như là khá là thích phong cách quạt các bạn. Chắc là bạn ấy không thích gắn điều hòa. Mà gắn điều hòa với cái nhà này thì tiền điện làm sao mà đỡ được. Ừ, mình thấy là gắn quạt là cũng hợp lý đấy các bạn. Cũng tính kinh tế đấy. Bên này thì chắc là một cái quán cà phê nhỏ nhỏ chiêu chiêu. Không có cửa vào, à, cửa vào bên kia. Nhưng mà thôi, bạn ý mà lắp một cái máy cà phê thì nó sẽ đẹp hơn. Lắp ngay một cái kệ treo súng thế kia này. Trong này nhá. Phòng này là phòng gì ta? Bạn này bạn ấy chỗ nào mình thấy bạn ấy cũng để giường. Nhà bạn ấy chắc đông hay sao ấy. Thấy mỗi phòng đều có một cái giường các bạn. Không gian trên này thì chắc là cũng cà phê chill chill à. Thấy có cây này. Ok, nói chung chỗ này mình nghĩ là sẽ là cà phê ngắm cá. Tại vì thấy có bể cá mà. Đây, còn cái hầm nữa là hết các bạn. Cái hầm thì bạn nghĩ đang đặt mấy cái gọi là linh tinh thôi. Cái này mình nghĩ chắc là kiểu như bạn ấy để câu chưa xong hay sao ấy. Nó vẫn hơi hơi bừa bộn lung tung tung một tí. Hoặc là bạn ấy tính deco cái đấy nó đơn giản nên là bạn ấy không có deco nhiều. Đấy. Thì tựu chung lại thì nick bạn này deco cũng khá là căng ấy các bạn. Theo bạn ấy thì bạn ấy cày chay bạn ấy deco. Nhưng mà chắc là mình cũng chỉ nên tin 50% thôi chứ cày chay mà deco hai nhà này cũng hơi căng ấy. Có gì thì các bạn cho mình xin ý kiến về nhà của bạn ý và phong cách của bạn ý nhá. Còn bây giờ thì mình xin phép kết thúc clip đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.